Vâng, chào các bạn nhé. Hôm nay anh em chúng tôi lại ngồi đây uống trà vào ngày thứ bảy để có thể tiếp chuyện cùng các bạn, cũng như chúng ta bàn luận vào những cái việc trong thời gian tuần vừa qua đã xảy ra rất là nhiều những cái thông tin mới. Và cụ thể như các bạn đã biết thì thời báo cũng đã đăng và báo chí quốc tế cũng đã nói về rất nhiều về việc mà cô Lê Thu Hà trong cái tuần vừa qua đã tự mua vé máy bay và cô về Việt Nam. Nhưng mặc dù cô về đến nơi cũng vẫn là công dân Việt Nam thì cô lại không được nhập cảnh. Thế thì anh Hiếu là một cái người mà rất là biết những cái chuyện như thế này, thì anh có thể có cái bình luận gì về việc này? Trên thì chúng ta nói về thời tiết của nước Đức. Bây giờ là thời tiết của nước Đức nó rất là lạnh. Vài ngày trở gần đây thì nước Đức lạnh, toàn nhiệt độ là toàn 1 độ với cả 2 độ. Ở cái nhiệt độ như thế này thì những cái người mà mới sang ấy, họ không thích nghi được với cái thời tiết. Và họ cảm giác khi mùa đông đến rất là nhớ nhà. Và cái khi anh biết là cái thời tiết này là 4 giờ chiều là trời nó tối thôi, 8 giờ, 9 giờ trời là mới sáng, 4 giờ chiều là tối. Đâm ra khiến cho những cái người mà người ta xa xứ ấy, trong cái thời điểm này, cái thời gian đầu mùa đông này là cái lúc mà người ta nhớ nhà nhất. Nhất là những người mà họ đi sang đây một mình, rồi họ còn có các người thân họ đang ở nhà. Bản thân tôi thì cũng vào trong cái giai đoạn từng sống một mình ở nước Đức này, như chị Thu Hà khi ở Weimar ấy, cũng một thành phố nó cũng rất là vắng lạnh như cái thành phố Bad Heim của chị Hà gần Frankfurt. Vâng, thì tôi cũng hiểu được cái tâm trạng mà muốn nhớ nhà. Mỗi lần khi mà tôi buổi chiều như thế rồi tôi nhìn ra ngoài ban công, tôi nhìn trời, rồi tôi có nhìn thấy những cái vệt mây, vệt của máy bay nó bay ấy, xong nó để lại trên bầu trời những cái khoảng trắng, một cái vệt trắng dài mà bao nhiêu lâu nó mới tan anh ạ. Thì tôi nhìn, tôi lúc đấy tôi phải nói là tôi ứa nước mắt, tôi chỉ muốn là tôi may là cái Weimar lúc đấy thì nó lại ở một cái thành phố nó xa khuất, chứ nó mà gần như Bad Mauheim như ở Frankfurt thì tôi là một người đàn ông mà tôi rất là từng trải, khi tôi cũng không chịu đựng được, tôi muốn bay về, rất là muốn thèm khát, muốn là bay về. Rồi đến đâu thì nó đến. Thì tôi cũng hiểu được cái tâm trạng của cái chị Lê Thu Hà, là chị sang ở đây rồi. Chị được phân ở một cái vùng hẻo lánh như thế, ở một mình như thế, và có đúng một thân một mình, người thân thì ở hết ở trong nước. Mà như anh biết là nhiều khi người ta đi sang đây, cuộc sống ở đây, có những người sang đi đa phần là họ vì con cái của họ, chứ còn có nhiều người nếu mà một thân một mình thì họ có thể là ở Việt Nam rồi, chứ họ cũng không thiết tha thì đi sang xứ người người ta sống. Thì cái yếu tố về tâm lý, về thời tiết, về các cái tình cảm, không gian, rồi hoàn cảnh nó tác động con người ta thì chúng ta cũng không biết thế nào. Nhất là đối với một người phụ nữ thì tôi đánh giá là cái chuyện mà chị ý trở về như thế là do cái tâm lý, tình cảm của chị ý nó bị tác động do hoàn cảnh, do thời tiết, rồi do nhiều thứ mà chị ý muốn về. Chị không còn cái suy nghĩ rằng là mình được về như thế thì Việt Nam có cho vào không. Chị không tính đến các yếu tố pháp lý, vì như thế nếu mà Việt Nam mà cho chị ý nhập cảnh trở vào thì đương nhiên là họ sẽ tiếp tục và họ đưa chị vào nhà tù. Vì chị là đi ra nước ngoài trong cái dạng là hoãn thi hành án, rồi là được đi ra nước ngoài lý do ABC. Nhưng mà nếu mà chị về người Việt Nam rồi, chị cũng là công dân Việt Nam rồi, thì cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó chỉ còn cách là nó lại đưa chị tiếp tục vào tù, chứ nó không thể để chị bên ngoài được. Đúng không? Và nếu mà đưa chị vào tù tiếp thì lại phải đối mặt với cái quan hệ ngoại giao Việt Đức trong lúc nó đang căng thẳng như thế này. Thế nên là cái chuyện mà cái cơ quan xuất nhập cảnh của Việt Nam họ không cho chị vào thì tôi nghĩ đấy là có một điều mà ai cũng có thể là biết trước, là chắc rằng là như thế. Vâng, tôi cũng được trao đổi với luật sư Nguyễn Đài, thì được anh luật sư Đài cho biết rằng trong cái thời gian mà bị giam ấy, thì chị Hà bị giam cũng hơn 2 năm. Thì trong cái hoàn cảnh một cái người phụ nữ rất trẻ, chỉ vì có những cái dịch thuật những cái tài liệu của tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại một cách hết sức là đơn giản mà lại bị giam giữ một cái thời gian dài như vậy, thì có lẽ cũng rất là sốc tâm lý với chị. Và đặc biệt là trong thời gian giam giữ thì luật sư Đài cũng nói với tôi là chị cũng đã bị thẩm vấn, bị những cái giống như là tra tấn về tâm lý rất nặng nề. Và có thể anh có thể cho biết là trong những tù trại như B14 anh đã từng ở thì những cái tình trạng như vậy như thế nào? Tức là trong cái trại B14 thì tôi cũng kể lại nhiều lần rồi, là cái trại đấy thì có 2 người một cái buồng giam nằm trên cái sàn xi măng, và cái điều kiện có 3 lớp cửa thì nó gần như là một cái sự biệt lập cô độc. Như trong truyện trường thì nó gọi là đi vào trong thạch thất để mà tu luyện đấy. Đi vào trong hang đá, gần như là cái hang đá rồi đóng cửa lại, xong rồi ngồi mà
ở trong đấy thì so với một người đang sống ở ngoài bình thường xã hội mà bị đưa vào trong đấy và rốt một thời gian dài như thế, và có những cái biện pháp hỏi cung nó tra tấn trên mặt tinh thần, ví dụ có khi nó hỏi cung mình nó khơi lên chuyện về những cái gì mà mình yêu quý, mình thiêng liêng của mình, như thí dụ là tình cảm với mẹ mình, với anh em chị em trong gia đình mình, thì họ khai thác cái yếu tố tâm lý đấy. Ê, xong rồi họ vẽ ra về tương lai của mình nó đen tối thế loại thế kia thứ, thì họ làm cho con người ta nó bị một sự mà khi mà trở lại cái buồng giam họ ngẫm nghĩ thì họ rất là đau khổ về mặt tinh thần. Anh thử nghĩ rằng là bây giờ họ bị tác động rằng là mẹ con, vợ con, người thân của họ thì đang vì họ bị như tù như thế này, thì người thân của họ bị liên lụy, bị khổ sở, rồi tương lai của họ tối đen, không có cái gì cả, gần như con người ta thì có tuyệt vọng, nó không có đường sống, thì khi mà bị những cái mà người ta khoét sâu vào cái tâm lý yếu tố như thế thì nó thật là một sự khủng khiếp. Anh trở về trong cái buồng giam, anh làm nhìn cái căn phòng nó toàn là nền xi măng cả, và anh ngẫm nghĩ về cái tương lai của mình nó đen tối, nhưng bọn phải cung nó khơi ra, rồi là người thân của mình đang ở ngoài kia, rồi đang khổ vì mình, liên lụy vì mình, thì đó là một cái sự tra tấn, nó nghĩ là nó còn khủng khiếp hết, nó còn ác nghiệt hơn cả đòn roi, mà nó cứ từ ngày này sang ngày khác, nó cứ tác động đến anh, thì nó càng về thời gian thì nó càng khủng khiếp hơn. Thì chị ý mà bị trong vòng 2 năm như thế thì tôi thấy nó cũng có khủng, và chị có những cái diễn biến về tâm lý thì đó là một cái chuyện nó cũng tất nhiên thôi. Cái chuyện này thì chúng ta không thể nói là chị phải có lý lẽ hay là phải là nhìn nhận vấn đề một cách nó thấu suốt về luật lệ, về các cái thủ tục pháp lý các thứ, thì khó mà chị nhìn được, nhất là một người phụ nữ mà phải trải qua những cái giai đoạn thế. Vâng, thì trong thời gian đó gần như biệt giam như vậy thì chị cũng rất là khó khăn đối với những cái thông tin đối với gia đình, và khi ra khỏi nhà tù ấy thì như phía Đức đã tìm mọi cách để can thiệp và chị được sang Đức. Thì có lẽ là anh thấy và cái tình cảm của chị với gia đình như thế nào, và chắc là chị cũng sẽ nhớ, rất là nhớ nhà phải không ạ? Bây giờ chúng ta phải nhìn lại nhiều cái khía cạnh của từng cái phía một. Ở trong cái việc mà đi sang Đức này, về phía người Đức thì họ coi đấy là một cái sự là rất là cố gắng của họ. Thật sự chúng ta phải nhìn nhận là người Đức, người ta đã cố gắng của họ can thiệp vào vấn đề của nhân quyền Việt Nam. Họ đòi hỏi trả tự do cho những người bất đồng chính kiến, bất đồng quan điểm của Việt Nam. Thì đấy là một cái việc mà người Đức người ta làm rất là tốt, chúng ta cũng phải ghi nhận. Nhưng mà về vấn đề của chị Hà thì thực ra là chị ý, như anh nói là chị ý chỉ là người, chị ý dịch lại những cái tài liệu cho anh Đài. Có thể là về cái ý thức chính trị, về cái ý thức tranh đấu hoặc là về cái gì đấy của chị ý, nó chưa phải là một cái nó từ trong tâm chị là một người bản lĩnh và một người tranh đấu, mà chỉ là một người là vì công việc đơn thuần mà, và có thể là yêu thích tự do, yêu thích dân chủ, thích một cái sự mà nó đổi mới cho đất nước thì chị làm. Chị làm, và chị làm một cái việc của chị ý thì chị vẫn nghĩ rằng là cái việc làm của chị ý nó không có gì là nó ghê gớm cả. Nó chỉ là cái việc mà dịch lại những cái tài liệu hoặc là giúp đỡ anh Đài trong một cái việc nhỏ thôi. Nó không phải là phản động, không phải là lật đổ chính quyền. Chị tất nhiên là chị nghĩ thế, và sự thật thì nó cũng là như thế. Nhưng mà khi mà chị bị chính quyền chế độ Cộng sản Việt Nam khép chị vào tội là lật đổ chính quyền, là chống phá nhà nước, thì chị cảm thấy là cái tội đấy là tội nó quá là oan ức cho chị. Mà chúng ta cũng thật sự là nó cũng oan ức cho chị thật. Tức là về góc độ, về tất cả góc độ chúng ta nhìn là chị hoàn toàn là không phải là bị một cách khép tội, nó cực kỳ là nó ép buộc, không phải đúng bản chất. Thì chị thấy rằng là chị không có cái tội gì cả, và chị bây giờ chị đi ở đây thì chị một mình xứ người thì buồn. Anh bảo là sang đến đây rồi bây giờ phải học tiếng lại từ đầu. Ở cái tầm tuổi đấy thì tôi mấy lần tôi cũng thử nói chuyện với chị ý, thì tôi cũng hỏi vài ba câu tiếng Đức, như kiểu là bạn có khỏe không ấy, việc ghét đi lần thứ, tôi hỏi những câu đơn giản đấy mà chị còn ngập ngừng, chị không trả lời được. Thì chị, anh phải biết là chị rất là khó để mà hòa nhập ở đây. Nếu như mà chị, tôi cũng có lần bày tỏ chị là nếu mà chị mà chuyển lên trên Bắc Linh này ấy, thì tôi cả anh Khoa ở đây thì có thể là giúp đỡ về vấn đề chị hội nhập, về học hành, rồi về công việc hoặc là các thứ, thì chị hòa nhập được cái cuộc sống đấy nhanh hơn là ở dưới Bắc Lào Hèn đấy. Vâng, thì quả thật như anh nói thì trong ngày, những cái ngày vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được rất là, sau khi đăng những bản tin về chị Hà thì nhận được rất là nhiều thông tin của bạn đọc quan tâm đến sức khỏe của chị và muốn hỗ trợ và giúp đỡ chị Hà trong thời gian tới, và đặc biệt là muốn rằng cũng có những người gợi ý nhanh là nên Berlin. Ở đây chúng ta có cộng đồng người Việt rất đông, và chị cũng có thể tiếp tục là có những cái quan hệ xã hội một cách không bị quá là đơn độc như ở những cái thành phố nhỏ ở xa như vậy, phải không ạ? Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói thêm rằng là
Cái việc mà chúng tôi giúp đỡ chị ý hòa nhập với cuộc sống ở đây không đồng nghĩa rằng với việc chúng tôi đòi hỏi chị ý phải đi theo cái con đường mà chúng tôi đang muốn, chúng tôi đang tranh đấu hoặc là chúng tôi đang muốn tự do dân chủ. Cái việc mà chúng tôi mà muốn giúp đỡ chị ý thì hoàn toàn là về vấn đề tình cảm con người với con người, muốn chị hội nhập với cuộc sống ở đây, muốn chị hòa nhập ở đây và có việc làm yêu thích với cuộc sống ở đây, chứ không phải là giúp đỡ chị ý rồi là để chị ý là phải đi theo con đường là lý tưởng của chúng tôi là đòi hỏi ra kia là chúng tôi hoàn toàn là tôi không có cái không có. Nói đến vấn đề giúp đỡ thì như anh cũng đã biết trong thời gian trước đây, khi mà quan hệ Việt Nam và Đức đang tiến triển tốt đẹp, gọi là đối tác chiến lược, thì Việt Nam đã được Đức giúp đỡ rất nhiều về kinh tế, về mọi mặt và ngay cả những về mặt pháp quyền, tức là họ có tổ chức những cái đoàn đưa Việt Nam ra đi học, và ngược lại những cái chuyên gia Đức về Việt Nam họ hỗ trợ nhiều trong chương trình đó. Tuy nhiên sau cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra thì tôi thấy rằng là hình như nước Đức đã nhận ra một điều rằng là cái việc giúp như vậy thì chưa chắc nó đã đem hiệu quả, bởi vì khi nước Đức đang giúp Việt Nam để xây dựng một nhà nước pháp quyền thì Việt Nam ngược lại để làm cái điều ngược lại, tức là đưa mật vụ sang Đức để bắt cóc một công dân, đấy là ông Trịnh Xuân Thanh. Và thế thì gần đây thì tôi thấy rằng Đức có lẽ đã chuyển hướng hơn, tức là họ giúp trực tiếp đến những cái người mà đang gặp những khó khăn cụ thể, đấy là trường hợp như luật sư Nguyễn Đài cùng vợ và cộng sự được mời, được can thiệp từ Việt Nam để đưa sang Đức và định cư bên này. Và ngoài ra những cái chương trình tới đây, tôi thấy là trong thời gian đầu tháng 11 vừa rồi thì khi luật sư Nguyễn Văn Đài vào Quốc hội Đức để làm cái điều trần về nhân quyền thì có rất nhiều nghị sĩ của các đảng phái khác nhau đã quan tâm đến cái vấn đề là bảo trợ cho những cái tù nhân lương tâm, tức là hơn 300 người trong tình trạng gần giống như anh luật sư Nguyễn Văn Đài vừa rồi và chị Hà vừa rồi đang bị giam giữ ở Việt Nam. Và số lượng này có lẽ càng ngày càng nhiều hơn như anh Đài thông báo. Vậy anh thấy rằng những cái chính sách của Đức hỗ trợ tới đây hoặc là những cái trường hợp như vậy thì tới đây phải nên như thế nào thì hợp lý? Tức là anh muốn hỏi là hỗ trợ về các cái... Vâng, hỗ trợ tức là khi mà đối với những cái người trong nước mà đang còn bị giam giữ vì những cái vấn đề như chị Hà rất là khó khăn thì anh thấy rằng là những cái thông tin mà chúng ta đưa ra ở cái mặt về hỗ trợ về những cái người đấu tranh ở trong nước ấy và tác động qua lại về chính phủ Đức để họ can thiệp và hỗ trợ ấy, thì tôi nói thật với anh một điều này là chúng ta không đủ cái kinh nghiệm và không đủ trình độ. Ở Đức này có một anh tên là anh Phú Quốc Dũng, anh ấy là anh lập lên một cái hội nhân quyền tên là Vector. Vâng, thì anh Dũng mà anh ấy trước kia anh làm ở trong cái chính phủ Đức về cái nhân quyền của chính phủ Đức ấy, thì anh ấy có rất là có nhiều kinh nghiệm. Sau này khi anh về hưu thì anh lập ra cái tổ chức Vector để chuyên mà tác động đến chính giới của Đức để can thiệp vào những cái việc mà đàn áp nhân quyền ở Việt Nam và những tù nhân lương tâm. Thì anh Dũng và anh bên Mỹ thì có anh Đình Thắng, Nguyễn Đình Thắng, thì anh cũng là đấy là một trong hai người mà giỏi về vận động hết cùng với anh Trịnh Hội là ba tôi khả năng là ba người đấy thì họ có cái khả năng mà về vận động về với chính giới các nước để mà can thiệp vào vấn đề nhân quyền Việt Nam, thì họ là những người thực sự tôi gọi là họ là những chuyên gia. Và như chúng ta mà có muốn làm gì thì chúng ta giúp sức cùng với họ, chứ còn tôi nghĩ rằng là trình độ như tôi và anh thì chúng ta cũng khó. Vâng, thì đúng là như anh đã nói thì có gì thì chúng ta hãy giúp đỡ thêm vào những cái tổ chức đó, những cái hoạt động của họ để có thể đưa tin để cho mọi người trong và ngoài nước đều biết. Và cụ thể nhất là trong cái trường hợp vừa rồi thì anh đã thấy là bên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã phải cử. Tôi phải ngắt lời anh là tôi cũng giúp đỡ các cái tổ chức đấy, thí dụ họ có những cái cuộc nói chuyện hoặc có những cái cuộc vận động nào đấy họ tổ chức thì tôi có thể là tôi đến dự và tôi tham gia, tôi phát biểu ý kiến và tôi có thể là tôi đóng góp vài trăm euro để ủng hộ cái chương trình vận động họ, thì đấy cũng là một cách mà mình cũng giúp mình cũng góp sức với họ để họ tác động tốt cho cái tốt. Nhân quyền Việt Nam. Vâng, tức là tóm lại là không phải chỉ thông tin mà các bạn khi có điều kiện có thể giúp đỡ bằng vật chất và bằng tình cảm và tinh thần cho những cái người ở trong và ngoài nước trong cái trường hợp như vậy. Gần đây nhất thì các bạn anh cũng đã biết rồi, thì chúng ta đã nói chuyện về lần trước là cái việc mà hiện nay Việt Nam với Đức đang đàm phán để làm sao mình thường hòa quan hệ hai nước, và trong đó có điều kiện cương quyết của phía Đức đó là phải trả lại ông Trịnh Xuân Thanh. Thế thì những thông tin mới nhất mà tôi có lẽ nghe được rất là biết được từ nhiều nguồn thì hiện nay là Việt Nam đang cân nhắc cái việc là phải trả hay không trả, và nếu trả thì trả thế nào với ông Trịnh Thanh để cho cái quan hệ nó bớt căng thẳng đi.
thì anh thấy cái anh đánh giá cái việc này như thế nào? Tôi nghĩ rằng là cái chuyện thả chị Xuân Thanh thì trước sau thì cũng phải thả. Thời gian đó là bao nhiêu? Nếu như mà cùng lắm nó đen tối, nó tức là nó dài lắm thì nó cũng là kết thúc cái nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng. Hoặc là cái lúc ở cái tuổi 74 rồi thì ông cũng không sống được bao nhiêu lâu nữa. Cho nên là nếu mà ông ấy vài năm nữa thì ông chết, hoặc là vài năm nữa thì ông ấy hết chức. Thì lúc đấy thì cái người kế nhiệm lên sau thì họ cũng thả chị Xuân Thanh về để mà đáp ứng lại cái yêu cầu của Đức là đòi hỏi. Cho nên là nếu mà vấn đề thả chị Xuân Thanh ý, thì đấy như tôi nói rồi là sớm muộn gì thì cũng phải thả. Nhưng mà có lẽ thì tôi nghĩ rằng là đằng nào cũng phải thả rồi mà có thể là họ sẽ phải thả sớm. Anh biết là lúc đó, họ có thể thả nhân một cái dịp nào đấy, ví dụ là vào ngày lễ Noel hoặc là vào ngày thánh tạ ơn hoặc là vào ngày sinh nhật. Thường thường họ chọn một cái ngày nào đấy nó hơn tí thì họ thả về. Trao trả lại cho Đức để mang cái tính chất là nhân đạo thì nó tốt đẹp, thì cái khả năng là họ đưa về thì cũng không biết chừng là những khi chỉ trong vòng vài tháng, hoặc có thể là năm sau, nhưng mà cũng không thể kéo dài được quá vài ba năm trong cái nhiệm kỳ của ông Trọng này. Vâng. Thì quả thật là nếu khi một cái điều đấy xảy ra thì cái này thì quan hệ với Đức thì thực sự là khi mà vừa rồi người ta nói là lối lại rồi các người kể cả bên ông Đăng Doanh nhỉ? Ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh ông ấy dự cái lúc Đức người ta mời ông đến đại sứ quán thì Đức để sinh nhật, rồi ông về ông bảo là quan hệ hai Đức là quốc hai nước là lối lại rồi. Rồi chúng ta nghe thấy rất là nhiều người ở đây người ta khẳng định rằng là các nước là lối là quan hệ hai nước là lối lại rồi. Nhưng mà anh cả tôi đều biết rằng là ở Đức này là có những cái người ta sống bằng những cái nghề mà họ phục vụ những cái đoàn sang đây thăm. Và những cái người đấy họ cũng biết rằng là đến bây giờ cũng chưa có cái đoàn nào sang cả. Đúng không? Đấy, tức là đoàn quan chức thì cũng chưa có đoàn nào sang. Nếu mà đoàn quan chức sang thì những cái cơ sở tổ chức như là cộng đồng của người Việt, cái trung tâm văn hóa người Việt là cả là có đoàn đến thôi, mà bây giờ cũng chưa có đoàn nào. Tức là chỉ có những cái đoàn doanh nhân họ đi từ nước này sang nước kia, họ cứ đi lại ở giữa các nước, rồi doanh nhân thì họ đến gặp doanh nhân của nước Đức thì không ai có thể cấm được họ cả. Đúng không? Còn doanh nhân ở Việt Nam thì họ đi sang đây rồi họ gặp một cái hãng BMW, rồi họ gặp cái hãng Box gì đấy để họ mua hàng hoặc là họ ký kết hợp đồng làm ăn, thì cái đấy nó là cái tự nhiên, nó không nằm trong cái quan hệ ngoại giao của hai nước. Nhưng mà nhiều người thì người ta cứ nhìn nhầm rằng người ta tưởng là những cái đoàn đấy là nó đại diện cho chính phủ rồi, và hai nước đã quan hệ đến nhau rồi. Thực ra cái đấy hoàn toàn sai lầm. Hai nước đến bây giờ lại quan hệ họ vẫn chưa có cái gì là tiến triển hơn so với trước, ngoài những cái cuộc mà đàm phán lại. Và Đức thì là cũng nhân nhượng hơn là cho việc là cấp visa cho những cái đoàn Việt Nam sang lên đây, hoặc là một số người là đi làm điều dưỡng thì cũng được cấp lấy lòng hơn trước một ít. Tức là so với ngày trước thì là 10 phần, nhưng bây giờ về sau họ không cấp lớn, nhưng mà bây giờ họ cấp lại 3-4 phần cho những cái trường hợp là họ xác định là đi làm được thực sự thì họ cũng cấp cho đi. Đã. Nhưng mà cái đấy thì nó không nói lên điều gì là quan hệ của hai nước đã trở lại như cái thời kỳ mà đối tác chiến lược. Đến bây giờ thì từ khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc sang đây thì ông là nguyên thủ cuối cùng, và ông sang đến nước Đức này thì là hơn tháng 7 năm 2017. Vâng. Thì đấy, đến bây giờ thì cũng chưa cũng có hơn một năm rồi, chưa có cái gì khác. Vâng, và cái thông tin mà tôi nhận được gần đây nhất từ Bộ Ngoại giao Đức trong một cái lá thư trả lời thời báo thì họ có nói rằng là từ dần cuối năm thì tức là họ chưa có cái kế hoạch cho đưa một cái đoàn cán bộ cấp cao của Ngoại giao Đức về Việt Nam trong thời gian tới. Tức là đến cái thông tin mà cụ thể mà tôi nhận được thì quả thật là, và qua những cái việc như anh nói là đúng, bởi vì tôi cũng xác minh một số cái người chuyên làm những cái dịch vụ đưa đón các đoàn Việt Nam thì họ không, tức là trong thời gian vừa rồi thì họ cũng có nhận được nhiều cái thông tin, nhưng mà quả thật là không có những cái thông tin mà đoàn Việt Nam sang để đi phục vụ như mọi năm, tức là doanh thu của họ bị tụt giảm. Mà những người đó thì cụ thể là khi đoàn sang là họ phải đi cùng, nhưng mà cuối cùng là họ cũng không có những cái chuyện đó thì sao. Tôi nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam họ cũng có một cái cách đó rất là khéo léo trong cái vấn đề mà họ xử lý cái vấn đề chị Xuân Thanh này, là họ đưa những họ bật đèn xanh, hoặc là họ có thể họ đứng đằng sau cho các cái doanh nhân Việt Nam ấy sang đến đây để lấy các cái cơ để ký kết hợp đồng với những cái công nghệ của Đức hoặc là làm ăn với Đức. Thì một qua một cách đấy, tức là họ muốn xoa dịu cái chuyện bắt bớ chị Xuân Thanh đi, hoặc là họ muốn kéo dài cái thời gian mà giam giữ để Đức đừng nhắc đến cái chuyện phải trao trả chị Xuân Thanh. Nhưng mà thế thì nó là một cái tốt, tôi nghĩ là một cái tốt, tại vì dù sao thì những cái đoàn doanh nhân đấy thì họ đi sang đây thì họ mua được những cái đồ của Đức, đúng không, những cái công nghệ của Đức.
rồi họ đưa về Việt Nam rồi họ mang về cho đất nước, thì tôi nghĩ nó một cái nó tốt hơn, dù sao là nó tốt hơn các đồ tàu hay là các đồ khác, đúng không? Thế dụ như tôi cũng hy vọng là sau cái vụ mà bắt Trịnh Xuân Thanh này, nếu mà áp lực là lớn quá rồi phía Việt Nam mà muốn kiểu hòa giải với Đức thì có thể là họ cho Việt Nam, Đức đã nhiều lần đề nghị Việt Nam là dùng cái công nghệ là điện sản xuất từ cái quạt gió, nó rất là sạch với môi trường và nó không bị hủy hoại môi trường. Một cái quạt thì nó không chiếm diện tích bao nhiêu nhưng mà nó có thể sử dụng cho rất là nhiều người, nhiều hộ gia đình. Thì nếu mà cái công nghệ đấy mang quạt gió mà sản sinh ra điện đấy nó mang về Việt Nam thì đó là một cái năng lượng sạch. Hơn nữa là nó mang lại cho cái giá thành điện của Việt Nam nó rẻ đi. Đúng không? Thì cái đấy là cái tốt. Nếu mà cứ đôi co như thế này và Đức mà cứ đôi co với việc bắt Trịnh Xuân Thanh như này không thả về mà Việt Nam cứ nhân nhượng Đức để Đức nó đưa những cái công nghệ tốt vào Việt Nam thì tôi thấy là nếu mà ở một cái tình trạng như thế thì tôi nghĩ là cũng là cái được cho nhân dân. Vâng, thì quả thật là cùng với cả cái việc đó thì luật sư Nguyễn Đài cũng đã nói với tôi là khi mà anh luật sư Đài cùng vợ được sang đây và đồng thời là cô cùng cộng sự thì đấy là nằm trong một cái lộ trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam và với Đức, tức là Việt Nam phải nhân nhượng. Và tôi nghĩ rằng tới đây chắc chắn còn phải nhân nhượng nhiều nữa, bởi vì Đức rất quan tâm đến chuyện đó. Thì tôi nghĩ là trong khi mà đòi hỏi cái vấn đề mà thả Trịnh Xuân Thanh về căng thẳng và Việt Nam cứ nhân nhượng những vấn đề ví dụ mà thả bớt tù nhân lương tâm thì là nhập các cái công nghệ của Đức về thì tôi thấy nó cũng là một cái cuộc mà giằng co là cũng là lý thú và là cũng không có gì mà chúng ta phải sốt ruột với việc là Trịnh Xuân Thanh có trở về Đức hay không. Vâng, thì đúng là những cái việc đó thì rất quan trọng. Bên cạnh đó thì gần đây báo chí Đức đăng rất nhiều những cái thông tin thường xuyên về cái việc mà họ bắt được rất nhiều người Việt Nam vượt biên bất hợp pháp từ nước ngoài vào Đức anh ạ, rất nhiều, và vào sân Đức rồi họ phải làm rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Và cái điều đó cũng đã dấy lên một cái làn sóng của các công ty truyền thông Đức, họ cũng báo cho tôi biết rằng là rất là nghiêm trọng đấy. Ở bên và ngày 21 vừa rồi thì cũng có chứng kiến cái việc của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Tô Lâm sang đến Anh. Ông ấy sang để gặp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của bên Anh để ký kết một cái thỏa thuận là có lẽ là để đưa bất người về làm tội phạm, tội phạm những cái người mà sang bất hợp pháp, gọi là buôn người đấy, buôn người gọi sang bất hợp pháp từ Anh trở lại Việt Nam. Và ông Tô Lâm thì lâu lắm rồi, từ sau cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh có xuất hiện một lần cuối cùng vào thời gian đó là vào tháng 7 năm 2017 tại Slovakia, đúng không ạ? Lúc mà ông mượn cái máy bay của ông Bộ trưởng Kalinak của Slovakia để bị cho rằng là được bắt cóc để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì không thấy ông ấy xuất hiện ở trên nước Đức hoặc là bên những cái nước vừa rồi nữa, và ngay cả những cái cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam cũng không thấy xuất hiện ở đây luôn. Đấy, thì anh đánh giá việc ông Tô Lâm cũng được sang Anh ấy như thế nào? Tôi đánh giá cái việc Tô Lâm sang mà bên Anh ấy mà để đưa một số người Việt Nam phạm pháp ở đấy trở về Việt Nam ấy thì theo cái yêu cầu của nước Anh, không những nước Anh mà nhiều nước khác người ta cũng có cái yêu cầu là Bộ Công an Việt Nam phối hợp với họ để đưa trở lại những người nhập cư bất hợp pháp. Họ vẫn kiểu như lần dần ở trong cái việc đấy. Thực ra là họ biết rằng là ở đất nước của họ là không có công ăn việc làm, những cái người phải đi bỏ đi như thế thì họ phải mất một cái khoản tiền lớn để họ đi những cái đường lậu họ sang. Sau này thì họ sẽ kiếm tiền ở bên các nước ngoài, các nước tư bản, họ gửi tiền về Việt Nam và tạo thành một cái nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, mà cũng là giúp cho những cái gia đình người thân của những cái người trốn đi đấy ở Việt Nam có tiền, thì nó cũng là một cái nguồn thu. Và nếu như bây giờ mà ông Tô Lâm ông sang và ông ấy đón những cái người đấy trở về Việt Nam ấy thì nó là một cái rất là tổn thất so với người đi đấy. Tức là họ phải mất một khoản tiền 15-20 nghìn để họ đặt đất đai ruộng vườn để họ đi, mà bây giờ họ trở về như thế này coi như là họ mất trắng cái khoản tiền kia họ lấy đâu ra. Thế nên là chính phủ Việt Nam trong nhiều năm nay thì họ rất là họ thoái thác cái vấn đề đấy. Ngay cái việc mà đưa những cái phạm nhân của Việt Nam từ Đức về, thì chính phủ Việt Nam họ cũng lừng chừng họ không làm. Chính vì thế mà khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông ý sang ông đề nghị dẫn độ Trịnh Xuân Thanh thì phía Đức người ta bảo là ông có thể ông không thể đòi hỏi ông dẫn độ một thằng, ông thích thằng nào ông dẫn độ thằng đấy về được. Chúng tôi còn bắt giam những hàng vài trăm thằng ở đây mà bây giờ đưa về bảo các ông nhận đi thì các ông không nhận. Các ông nhận đây xong các ông chỉ bảo bắt tôi thích đưa thằng này về thì hóa ra là những cái thằng nào ông thích thì ông đưa về, còn bao nhiêu cái thằng ở đó ở đây nó buôn ma túy, nó trộm cướp, nó giết người thì các ông không đón về, các ông để đây để cho chúng tôi những hiệu quả. Thì chính là phía Đức người ta đưa ra thấy người ta mới bác bỏ cái lời đề nghị của ông Nguyễn Xuân Phúc là như thế là vô lý. Tức là mà ông đưa về thì ông đưa mẹ về hết. Tất cả những thằng nào mà ông phạm pháp đây là ông phải nhận về thì ông không nhận. Thế thì làm không thể. Đây chúng ta trở lại nói chuyện về cái Tô Lâm.
để nói cái vấn đề về cái người mà trốn đi vào cái việc để lại như thế, để tôi muốn nói rằng là cái việc mà đưa người lậu như thế trở về Việt Nam là không phải là cái mong muốn của chính phủ Việt Nam. Anh hiểu không? Nhưng mà không phải vì mong muốn của chính phủ Việt Nam mà tại sao ông Tô Lâm ông lại đi trong cái thời điểm này, ông lại đi sang để ông ký kết cái việc đấy. Cái vấn đề đó nằm ở cái chỗ đấy, là ông Tô Lâm ông ý muốn là thể hiện rằng là ta vẫn đi được nước này nước kia đây, không vẫn sang châu Âu đây, chứ không phải là tao trốn tránh hay là tao phải sợ tao không đi đấy. Cái câu trả lời đó là như thế. Và hơn nữa rằng là anh nhớ là cái nước Anh vừa rồi, cả châu Âu thì nó có một cái sự căng thẳng, một cái sự Brexit và cái sự mà nước Anh tách ra khỏi Liên minh châu Âu, thì nó đang có một cái sự căng thẳng về ngoại giao, thì họ mới là tìm cách là họ mới thấy là cái sự mà đang hiềm khích đấy, thì họ đi đến đấy, họ vừa gọi là thì cái nước Anh nó đang bất hòa với châu Âu, tức là nước Đức là chủ châu Âu, thì nó cũng tiếp ông ý thôi, tức là ông ý muốn một công một thôi việc, thì ông đi sang Anh là cái mục đích. Thực ra là thì vì lúc này anh nó mới đón tiếp ông ý, chứ còn tại vì nó tách ra khỏi Liên minh châu Âu rồi, chứ nếu mà ông sang Ukraine, sang Séc, sang Ba Lan, không biết gì là việc nó khác ngay. Tôi bảo đố ông đi sang các nước đấy, nhưng mà ông kiểu như là ông đi sang thế để ông lừa người dân Việt Nam là tao vẫn đi được sang châu Âu đây, tao có không bị kiểu như là thằng kia đâu đấy. Cái chuyện là nó âm mưu thế, chứ còn nó đưa đi được làm sao mà đi sang đấy rồi thôi, còn anh còn tôi, nó đưa vài ba chuyến nó đưa người về Việt Nam xong rồi là nó thôi, nó không tiếp tục cái chương trình đó. Bọn anh rồi lại bị mấy cái thằng cộng sản này nó lừa, chuyên lừa đấy. Vâng, thì quả thật những cái lần trước khi ông Tô Lâm sang gặp ông Kadinat ở Slovakia cũng có những cái trường hợp tiếp xúc như vậy, và cũng hợp tác, cũng ký kết y hệt như vậy, và sau đó thì cũng đã bị Việt Nam lợi dụng. Và cho đến nay thì ngay cả chính trường Slovakia và viện công tố tại Slovakia vẫn đang tiếp tục điều tra cái vụ việc này chưa xong. Và nhiều người cũng hỏi tôi, và tôi cũng nói luôn là cái việc mà những cái người mà sang đến Đức trực tiếp tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, như tướng Đường Huynh Hưng và một số cái người khác và cán bộ cấp cao của công an khác đã có mặt trực tiếp trong cái cuộc bắt cóc đó, thì đối diện với những cái khả năng là đưa ra những cái lệnh bắt giữ tại Đức rất là cao. Chứ còn riêng đối với ông Tô Lâm thì vì trong thời gian đó thì ông ấy chưa có mặt ở Đức. Đúng rồi. Cho nên là ông cũng không thể nói là ông ấy tham gia. Slovakia. Vâng. Thì chỉ khi nào Slovakia đưa ra tòa cái vụ việc đó và họ đưa ra tòa án xét xử, thì lúc đấy ông Tô Lâm mới bị đưa vào cái biên bản của tòa, và lúc đó thì ông Tô Lâm sẽ bị xem xét. Đúng không ạ? Cái việc mà Việt Nam thường lợi dụng cái bộ công an Việt Nam ý, thường lợi dụng quan hệ với các nước châu Âu ở như thế này. Thực ra các nước châu Âu thì tôi nói với anh đâu quan hệ gì với bọn Việt Nam đâu, nhưng mà vì có một số lượng người Việt Nam lớn họ sinh sống ở trong cái châu Âu này, và họ có những cái tổ chức tội phạm, những cái băng nhóm như buôn lậu, đưa người, buôn ma túy hay là các cái việc phạm pháp các thứ khác nó nhiều, thì họ mới cần đến cái sự mà hợp tác với bộ công an để xác nhận nhân thân, để mà xác định lấy lịch quê quán, xác minh đối tượng. Thì cái bọn công an Việt Nam thì nó lợi dụng mà đấy, thì nó đi sang để nó mà làm việc người ta. Chứ còn anh bảo là cái bọn công an Việt Nam thì nếu mà như ở cái nước châu Âu này mà không có người dân Việt Nam nào thì chả bao giờ châu Âu nó đi, nó mời mấy cái thằng công an Việt Nam đi sang đây làm cái gì, đúng không? Đấy, trong cái bài viết trước ở trên thời báo có một bài họ nói về việc mà một số cán bộ sứ quán Việt Nam, trong đó cũng nhiều cái người làm cái công tác công an ở đây, họ đã vào trong cái tờ shop, tức là cái cửa hàng bán đồ miễn thuế, họ mua rượu và xì gà, xong đó ra có lẽ là phân phối hoặc bán lại để lấy chênh lệch, đúng không? Thì đấy là cái điều mà cũng rất là đặc biệt, ở Đức cũng đã xảy ra trường hợp đấy. Không, cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng là cũng lên thông cảm với họ. Thực ra là cái chuyện mà đi buôn bán một tí thì nó cũng không có gì đáng nói. Con người ta rồi chạy máy chạy mối tí bên ngoài để kiếm ăn, không phải là tôi là dân buôn bán nó chạy máy chạy mối, tôi bênh mấy cái thằng sứ quán nó cũng chạy máy chạy mối đâu, nhưng mà kiếm thêm một tí thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà những cái chuyện mà nó chuyện như bắt cóc bắt kiếp các thứ thì tôi thấy nó là chuyện nó xâm phạm đến ảnh hưởng của an ninh quốc gia của người ta, thì cái đấy nó quá nghiêm trọng. Thực ra người Đức người ta cũng biết, anh cũng biết là bây giờ rất là nhiều người dân Việt Nam đi làm lậu, bán thuốc lá lậu thì họ cũng làm ngơ thôi, mà họ nghĩ là cuộc sống thì thôi không chấm dứt. Nhưng mà ông mà chuyển sang những cái dạng mà tội phạm có tổ chức hay là khủng bố hay là buôn lậu các thứ buôn người thì tất nhiên là họ phải tìm cách, họ phải trừng trị thôi.
Vâng, thì cũng trong cái việc gặp nguy hiểm của những cái người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở ở ngay cả ở Đức như tôi với anh đúng không? Trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến việc là cảnh sát Đức cũng phải tăng cường điều bảo vệ rất nhiều để thời báo cho tờ thời báo để nó hoạt động được, cũng như là đối với cá nhân anh. Và bên cạnh thì anh cũng thấy trên comment trên mạng là nhiều người cũng nói này nói nọ, nhất là những người đó rất thân với sứ quán Việt Nam ở đây. Vâng. Thì anh cho rằng đấy có phải là những cái bàn tay nối dài của sứ quán không để họ họ tuyên truyền ra ngoài không? Mà đấy là tôi cho rằng là đấy là những cái người mà họ đúng là họ là những cái bàn tay nối dài của sứ quán, tức là sứ quán họ không muốn phát ra cái thông điệp với cộng đồng ở đây là thằng Khoa cả thằng Hiếu là hai thằng sứ quán nó thù lắm. Họ không muốn nói như thế, chứng tiếc thì họ thông qua những cái mà cái tay chân nối dài của họ, xong rồi những cái tay chân đấy thì nó đi nó tuyên truyền, nó nói như thế, nó nói để bày tỏ cái quan điểm của sứ quán là thù nghịch với tôi cả anh, để cho những cái cộng đồng ở đây hoặc là những người còn tin vào chủ nghĩa cộng sản vẫn còn cuồng ăn cơm ở trong trời Tây châu Âu rồi trốn sang đây rồi ăn uống ở đây rồi làm giấy tờ giả ở đây rồi làm mọi thứ ở đây để mà bám lại đây, nhưng mà lại muốn là muốn trừng trị những cái người mà phản đối cái chế độ cộng sản độc tài là khiến phải họ phải ra đi một cách như thế. Đấy thì đó một cái sự là mâu thuẫn của người Việt. Và thì trong cái comment lần trước thì tôi cũng đã đọc ở trong khi mà mình phát livestream có một cái người tên là Đào Nguyên Lý hay như Đào đúng không ạ? Vâng. Họ cũng nói rằng là cái người đó hình như là cũng sang đây xong đó thì cũng làm lại ở với cái anh nào đó là tên là anh Hùng nào đó xong làm giấy tờ giả ở lại gì đó, nhưng người ta lại quay lại, người ta lại nên nói có vẻ là sỉ nhục nhiều những cái người người ta hoạt động ở bên này đúng không? Tôi thì nghe tôi cũng theo cái comment người ta nói tiếp sau đấy thì là cái vợ chồng nhà đấy là họ từ bên Nga rồi cái thời kỳ là Đông Âu sụp đổ thì họ tìm cách họ trốn sang Đức rồi họ xin tị nạn hay là bọn tìm cách ở lại để họ hưởng cái sự tự do của châu Âu. Đáng nhẽ đúng ra là họ là những người mà thí dụ mà bảo là học hành rồi là yêu đảng yêu nước thì đúng những cái năm đấy mà theo đúng cái nghị định chấp hành của chính phủ Việt Nam của ký kết thì họ phải trở về Việt Nam. Anh hiểu không? Chứ không thể là bây giờ là lúc đấy thì họ bỏ đi rồi nhiều người thì bắt đầu cầm cờ rồi làm chứng thối và sứ quán này bắt đầu thể hiện là tôi bị áp bức, tôi bị là kia, tôi xin tị nạn xong rồi thời gian xong ổn định rồi lại quay ra làm tay sai cho sứ quán. Thì đấy là cũng là một cái dạng là một vừa dạng cơ hội rồi cũng là cái dạng mà gọi là xảo hoạt rồi là trá do cộng khó của bọn thì là cộng sản Việt Nam nó cải sang, còn có bọn thì là cũng là bọn cơ hội xảo hoạt thì gió chiều nào thì che chiều đấy. Cái lúc biến cố Đông Âu 90 sụp đổ thì nó thấy đời sống bên Đông Âu sướng hơn, ở bên Tây Âu sướng hơn thì nó trốn sang rồi nó xin tị nạn, rồi sau khi xin được tị nạn nó giấy tờ xong rồi thì lại quay sang nó lại lịnh bợ sứ quán này, lịnh bợ các bạn bè quan chức của nó làm cộng sản bên trong rồi nó lại được oai với người dân trong nước. Thì cái loại người tư cách như thế nó nói mình cái gì thì mình cũng không cần phải bận tâm. Tôi nghĩ tôi cũng nghĩ không nên phải bận tâm cái loại người đấy vì tư cách của nó cháo trở, nó lật ngược như thế, nó còn phản bội. Nếu mà nói phản bội thì chính chúng nó mới là người phản bội. Chúng nó phản bội đất nước cộng sản của chúng nó một lần để chúng nó trốn sang Tây Âu để chúng nó xin tị nạn. Và sau đấy thì khi tị nạn xong rồi, được giấy tờ rồi thì chúng nó lại phản bội cái nơi mà chúng nó đang sống, đang xin như thế để nó quay sang nó chửi bới những người đấu tranh cho dân chủ tự do. Tức là cuộc đời của những kẻ phản bội lại lý tưởng của mình, phản bội lại cái đất nước cứu mang mình, phản bội lại cả vợ chồng mình, kể cả tình nghĩa vợ chồng, xong bắt đầu cũng phản bội lại. Thế không có cái tư cách gì để mà nói tôi cả. Tôi nói thật với anh là tôi cứ nói rằng tôi là một con người lưu manh, tôi là một con người vô học. Nhưng mà anh chưa thấy một ai nói tôi lừa đảo ai, hoặc là tôi phản bội ai, hoặc tôi gạt lừa ai. Đúng không? Chứ còn cái loại người mà nó bảo là nó là người học đại học này rồi nó học đại học kia các thứ ở trong nước rồi nó tư cách nó như thế thì nó không đủ. Và tôi cũng được biết rằng là có lẽ là tới cảnh sát Đức họ cũng đã quan tâm đến những đối tượng này, bởi vì chính họ là những người đã bung ra những cái lời đe dọa trực tiếp đến chúng tôi khi mà chúng tôi làm truyền thông. Và ở nước Đức thì như anh đã biết rồi thì tự do báo chí, tự do biểu đạt là một cái điều hết sức quan trọng trong hiến pháp của nhà nước Đức cũng như châu Âu. Và thì vâng, thì hôm nay thì chúng tôi đã có cuộc nói chuyện rất vui và thú vị với nhau, và cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện tiếp tục để hiểu thêm cái thông tin hai chiều, thông tin từ nước Đức, thông tin trên thế giới và cũng hiểu nhau hơn ạ. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi cuộc nói chuyện của hai anh em chúng tôi. Hẹn gặp lại vào lần sau.